chung kết 800m. Nữ khí tài. Chuẩn bị xong khí tài, chuẩn bị bước vào thi đấu. Bắt đầu. Nguyễn Thị Hằng, Đà Nẵng, 50m đầu tiên. Tiên Thạch Thị Thảo Sương, Trương Hồng Phúc, Nguyễn Thị Hằng. Phút 57 giây 42, 3 phút 01 giây 33, 3 phút 06 giây 66. Đây là vận động viên Thạch Thị Thảo Sương của đoàn quân đội.
cô gái người quân đội Thạch Thị Thảo Sương vẫn đang dẫn đầu. Cô bỏ xa với người thứ hai gần một nửa thân bể. Đây là vòng cuối cùng. Liệu chị có phá được kỷ lục quốc gia hay không? Như vậy là các vận động viên đã thi đấu xong nội dung 800m thi tài nữ. Chúng ta hãy chờ xem kết quả chính thức của đại hội. Đây là kết quả chính thức. Lễ trao huy chương 800m. Sau đây là lễ trao huy chương 800m.